Má ơi. Nè 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 nè, anh ơi, dừng lại đi. Nè mẹ, tôi nói đừng mà. Nè anh ơi, anh cho tôi thêm một chút thời gian nữa đi. Tôi hứa với anh đó là tôi sẽ trả lại đầy đủ cho anh mà. Tôi hứa là trước khi trả lại toàn bộ tiền gốc cho anh, tôi sẽ trả lại hàng tháng cho anh đúng hạn. Tôi xin anh mà, cho tôi thêm một vài tháng nữa thôi. Tôi xin anh đó. Vài tháng là bao nhiêu tháng hả? Rồi làm sao cô kiếm được tiền trả hết cho tôi hả? Rồi cả tiền lời nữa, 500 triệu chứ đâu phải ít. Nếu mà cô làm gái bao á thì tôi nghĩ cô không đủ tiền trả cho tôi nữa. Chi bằng cô làm vợ tôi đi. Tôi năn nỉ như vậy rồi sao cô không nghe lời? Đừng, đừng ép con tôi mà. Anh Long à, bây giờ tôi đã có công việc làm ổn định rồi. Tôi xin anh đó, tôi xin anh cho tôi xin thêm một vài tháng nữa thôi. Qua thời gian thử việc á, tôi có thể vay mượn trả nợ cho một anh được người mà. Không bằng cấp như cô, một tháng bao nhiêu hả? Vừa lo sinh hoạt gia đình nè, vừa lo kiếm tiền trả nợ cho tôi nữa. Cô đừng có nghĩ là cô sẽ mượn nợ được công ty hay bạn bè. Cô quên đi. Anh Long mà, tôi xin anh đó, tôi xin anh mà. Không có nói nữa. Một là trả tiền, hai là theo tôi. Nè, cô con gái tôi ra. Má vợ nhìn đi, đây là giấy nợ của con gái má ký mà. Cô đâu có làm bậy. Giấy nợ này tôi ký á, nợ là của gia đình tôi á. Nhưng mà gia đình tôi nợ của một người khác, chứ không phải nợ của anh. Những người mà cô nợ là công ty con của tôi. Tôi đích thực là chủ nợ của cô. Được rồi, tôi nợ của anh đó. Bây giờ gia đình tôi không có khả năng thanh toán nè. Anh kiện tôi ra tòa đi, hay là kêu công an bắt gia đình tôi đi. Em nghĩ anh là ai mà kiện anh ra tòa? Anh là chồng của em, anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi. Hả? Theo anh đi hả? Tôi còn là con người không? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Chăm sóc ba vợ tao đàng hoàng, tao đưa vợ tao về nha. Dạ. Bỏ ra. Dừng lại. Ông. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành? Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát?